Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Trần Hoàng Việt. Và hôm nay thì mình sẽ quay trở lại để review cho anh em về sự kiện Super Sale Christmas của Garena. Và nó diễn ra từ ngày 24 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12. Rồi, ngay lập tức thì mình sẽ vào mua ngay một vài gói ở trong gói Super Sale. Thì ở đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có gói Super Sale mỗi ngày. Các bạn sẽ được chọn một trong hai sản phẩm này. Và đến 12 giờ đêm nay thì cái gói này nó sẽ reset và nó sẽ sang một gói mới. Và mình nghe đồn ấy thì ngày mai, ngày 25 tháng 12 thì nó sẽ ra một gói có tỷ lệ rất ngon. Đây, hôm nay thì mình sẽ mua trước gói này của anh em nhé. Mình sẽ chọn gói bên này đi, vì mình thấy ở bên này có vẻ là có nhiều BB hơn. Mình sẽ mua trước gói này này. Rồi, mua ngay này. Đó. Rồi, ở đây thì nó ghi là sẽ gửi quà trong một giờ, nhưng mà nếu mình không nhầm thì nhận ngay. Sau đấy thì ở phần cửa hàng Giáng sinh nha anh em, thì anh em hãy lưu ý cho mình là chúng ta sẽ mua, nên mua từ gói to đến gói bé trước. Đi từ mốc 30, 40, 50 thì hãy mua to dần là 30, 40, 50. Sau khi anh em mua gốc ở mốc 50 này ấy, thì nó sẽ quay trở lại mốc 30. Thì ngay lập tức mình sẽ chấp nhận là mình sẽ mua hai cái gói này trước, và 140 này. Đó. Thì gói tiếp theo này nó sẽ xuống là còn 120 thôi. Mua ngay này. Đấy, nó sẽ chạy sang 140 rồi. Thì chúng ta sẽ để dành gói to nhất mua cuối cùng. Thì ở đây mình sẽ chọn gói này. Gói kim cương BB2 nha anh em. Đây, kim cương BB2. Đây là gói mà rất nhiều anh em mong chờ mình review này. Mua ngay. Rồi. Ok là. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhận hết cái quà về, không biết là quà đã về hết chưa. Để xem là đây, cửa hàng Giáng sinh đây. Trời ơi, đứt mạng nữa. Mình mua phải là tổng cộng phải là 4 gói, hình như là vẫn bị thiếu mất một của mình, mất gói rồi. Chúng ta sẽ chờ một lát nha anh em. Đây rồi. Ok anh em, và đây chúng ta đã có đủ 5 gói mà mình sẽ review cho anh em. Mình sẽ bấm nhận là đây. Rồi, cửa hàng Giáng sinh. Trước tiên thì mình sẽ review cho anh em trước này. Đây là hai gói 1 tỷ BB này. Úi chà, cũng khá là hấp dẫn đấy. Thì tổng nhá, mình sẽ mua tổng cho anh em là nếu mà mình chơi 2.000 FC đi, sẽ là này 400 triệu này, 150 triệu này, đấy, 9 tỷ, ui, dã man con ngan, ui, được ghê luôn anh em. Ok. Rồi, tiếp tục nào. Xin lỗi anh em, mình vừa có khách một tí. 50 đến 1B. Ui, cũng tạm ổn anh em ạ. Trời ơi. Thơm thơm, phê phê. Đây rồi. Cộng 5. Lên luôn. Úi xời ơi, ra mùa hot. Cộng 5. Ôi trời ơi, ra luôn ông cộng 1 anh em ạ. Vãi trưởng. Không sao. Uầy, ra ông cộng 1. Uầy, cộng 5 đến cộng 7 TC. Ui. Chết rồi, tỷ lệ này toang lắm anh em ạ.
Nhưng hôm sau chúng ta thu được 10 tỷ VB trắng rồi anh em ơi. Khá là gắt rồi. 10 tỷ VB trắng là con số quá gắt luôn đấy. Gareth Bale. Ui không phải. Aaron Ramsey anh em ạ. Trời ơi. Quẩy lên nào. Ôi trời ơi, tạm được đây rồi. Ok, Lehman. Tiếp tục nào. Trời ơi, gói cộng 6 đến cộng 8 của có mùa Gara. Cộng mấy? Ôi trời ơi, được ông cộng 7. Trời ơi. Tỷ lệ có vẻ khá nát anh em ơi. Trời ơi, từ cộng 3 đến cộng 5 nào. Ui trời ơi. Anh quê lại còn cộng 4 anh em ạ. Uầy vẫn còn nhiều thẻ vãi cả nhà. Uầy cái sự kiện này chắc nát tươm mất. Oliver Giroud anh em ơi. Chưa thấy có một con nào gọi là đặc quyền nổ cũ cả. Lên. Dậy lên. Đừng đồ để áo trong quần. Cộng 5. Trời ơi. 4 thì con số méo đẹp tí nào. Đây rồi, 30 của mùa GR cộng 6. Và quẩy. Cộng 5 chứ. Hết rồi anh em ơi. Ta sẽ còn một cái 94 mic nào. Này mà ra icon thì cũng là hơi ảo tưởng anh em ạ. Areola. Dùng clip lên. Wow. Đang vào dây đỏ. Dậy lên.
Gỡ được rồi. Gỡ thêm một ông top 100 nữa nào. Top 100. Đỏ rồi anh em ơi. Lên. Ngồi áo của Murata. Không sao. Đây lại top 30 nữa anh em. Mở mãi không hết thẻ. Cho em xin một con 102. Chí Văn Đỗ. À không phải, Thiên Thần Kaka. Bây giờ chúng ta còn một thẻ cộng 5 bên cộng 7. Đây rồi, Hoan Mata. Sơ sơ đâu đấy mình kiếm nhẹ nhàng 20 tỷ anh em ạ. Chỉ với đâu đấy khoảng 2000 FC kiếm 20 tỷ. Chưa. Ok anh em. Trời ơi.